đất phèn rang đầy nắng và gió, trai phèn rang vừa chịu khó lại dễ thương. Ngày hôm nay thì Đô sẽ làm cái món mật nho phèn rang nha mọi người. Thì đây là cái món đặc sản ở quê mình nha. Hôm nay Đô ra vườn hái một ít nho để mà làm mật nho này mọi người. Trái nho để mà Đô là chọn làm mật nho thì không có bị hư nha. Và đặc biệt là phải chín đỏ nha mọi người. Bây giờ Đô sẽ rửa nho với nước muối nè. Và sau khi rửa nho xong thì Đô sẽ để ráo, rồi Đô mới lặt nho nha. Các bạn có thể thấy nho mình mới lặt ra xong á, rất đẹp nha, không có bị thúi, ống hoặc dập nát nha. Và bây giờ Đô sẽ đi đổ nho ra một cái thau và Đô sẽ bóp nha. Chúng ta có thể lấy găng tay á, chúng ta bóp cho nó sạch nha. Sau khi bóp nát ra xong rồi thì Đô sẽ đi nấu nha mọi người. Mình nấu nho thì mình nấu khoảng tầm 30 phút thôi mọi người ơi, để cho nó ra nước á. Có rất là nhiều cách để nấu mật nho nha, nhưng đây chỉ là mình làm và học hỏi theo cách gia truyền của người trong nhà thôi nè. Sau khi nho đã nấu chín thì tôi sẽ tắt nha. Và bây giờ tôi sẽ lược lại với bằng cái rây nha mọi người. Nước nhỏ mình ra khá là trong nha, màu rất là đẹp nha mọi người. Sau khi mình ép nước nho xong rồi á thì tôi sẽ đổ đường vô nha. Bây giờ mình đổ đường có thể tùy gia giảm mọi người thôi. Mọi người uống ngọt á thì mọi đường bỏ đường nhiều, mà uống chua chua và ngọt thì bỏ đường ít. Tôi sẽ khuấy với lửa vừa nè. Sau khi mà mình thấy nó sệt lại rồi mình hạ lửa nhỏ lại. Bây giờ đã thành phẩm rồi mọi người, tôi sẽ bỏ ra chai nha. Nước nho của mình nó khá là kẹo và nhìn rất màu rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ lấy ra ly để thưởng thức nè mọi người. Mật nho mà mình uống ở những lúc mà trời nắng nóng, mình pha ít nước đá uống là sẽ rất là mát và bổ dưỡng nha. Mọi người xem video của mình á, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của Đô nha, để Đô có động lực làm những video tiếp theo. Nghe mùi nho em như